Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Israel bác đề xuất ngừng bắn 21 ngày với Hezbollah, Mỹ và Pháp lên tiếng. Ngày 26 tháng 9, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác tin ông Netanyahu chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài 21 ngày do Mỹ và Pháp đề xuất liên quan căng thẳng Israel-Hezbollah, theo hãng tin AFP. Thủ tướng Netanyahu đã chỉ thị cho lực lượng phòng vệ Israel tiếp tục chiến đấu với toàn lực và theo các kế hoạch được trình trước đó, theo tuyên bố từ văn phòng của ông Netanyahu. Phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Mỹ, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục tấn công nhóm vũ trang Hezbollah cho đến khi chiến thắng. "Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mọi mục tiêu, trước hết là đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn", ông Netanyahu nói. Nhà Trắng ngày qua bày tỏ sự thất vọng khi Israel bác đề xuất ngừng bắn, cho biết đề xuất là kết quả của rất nhiều nỗ lực và sự cân nhắc. Chúng tôi đã thấy những bình luận của Thủ tướng Netanyahu chúng tôi vẫn tin rằng một cuộc chiến tranh toàn diện không phải là cách tốt nhất để đưa mọi người trở về nhà. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean, BE cũng khẳng định rằng Mỹ đã phối hợp với Israel để đưa ra đề xuất ngừng bắn nói thêm rằng các cuộc đàm phán xoay quanh chủ đề này vẫn đang tiếp tục. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng việc Thủ tướng Netanyahu từ chối đề xuất ngừng bắn là một sai lầm và ông Netanyahu sẽ phải chịu trách nhiệm về sự leo thang trong khu vực. Việc Israel bắt đề xuất ngừng bắn diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa nước này với Hezbollah ngày càng leo thang. Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel ngày 26 tháng 9 đã làm 92 người chết và 153 người bị thương. Hơn 1.500 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah nổ ra vào tháng 10 năm 2023, trong đó có 700 người thiệt mạng trong tuần này. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, khoảng 118.000 người đã phải di dời do giao tranh ở Lebanon trong tuần qua chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ Mỹ và cộng đồng quốc tế, Israel và nhóm vũ trang Hezbollah, Lebanon ngày 26 tháng 9 vẫn tiếp tục các cuộc tấn công khiến nhiều người thương vong, theo hãng tin Reuters. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tấn công khoảng 220 mục tiêu của Hezbollah trong ngày qua. Ở biên giới Israel-Lebanon, lực lượng phòng vệ Israel tổ chức một cuộc tập trận mô phỏng chiến dịch đổ bộ vào Lebanon, một giai đoạn tiếp theo có thể xảy ra sau các cuộc không kích liên tục trong những ngày qua. Tư lệnh không quân Israel, Thiếu tướng Tom Merba ngày 26 tháng 9 nói rằng không quân nước này có kế hoạch hỗ trợ lực lượng phòng vệ Israel trong trường hợp xảy ra chiến dịch trên bộ và sẽ ngăn chặn mọi hoạt động chuyển giao vũ khí từ Iran cho Hezbollah. Chúng tôi đang chuẩn bị sát cánh cùng Bộ Tư lệnh miền Bắc cho một cuộc diễn tập trên bộ, ông Ba nói. Ngày qua, phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah bằng toàn lực và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mọi mục tiêu, bao gồm đưa người dân miền Bắc Israel trở về nhà an toàn. Bộ trưởng ngoại giao Israel Katz viết trên X rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn ở phía Bắc. Theo số liệu của Bộ Y tế Lebanon, trong ngày 26 tháng 9 có 92 người thiệt mạng và 153 người bị thương do các cuộc không kích của Israel. Hezbollah xác nhận một chỉ huy của nhóm này là ông Muhammad Hussein Shur đã thiệt mạng hôm 26 tháng 9, nhưng không nêu chi tiết. Trước đó cùng ngày, Israel tuyên bố ông Shur đã chết trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon. Ngày qua, Hezbollah tiếp tục phóng loạt rocket về phía Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết có hơn 150 quả rocket bay sang Israel trong ngày 26 tháng 9, Khiến còi báo động vang lên khắp miền Bắc Israel suốt cả ngày. Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Hezbollah diễn ra trong bối cảnh Mỹ nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn, kéo dài 21 ngày cho hai bên. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby, ngày 26 tháng 9 nói rằng Israel đã được thông báo đầy đủ và nhận thức đầy đủ về từng từ trong từng đề xuất ngừng bắn và các đồng minh hy vọng rằng đề xuất này sẽ được xem xét nghiêm túc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày qua kêu gọi Mỹ gây sức ép để Israel chấp nhận kế hoạch ngừng bắn. Israel, Lebanon khai hỏa, bão lửa Trung Đông khiến thế giới hồi hộp mỹ cùng nhiều quốc gia khác đang gấp rút tìm cách hạ nhiệt tình hình căng thẳng giữa israel và lebanon trong bối cảnh israel thực hiện các cuộc không kích vào lãnh thổ lebanon ngay khi đại hội đồng liên hợp quốc đang diễn ra tại mỹ với sự tham gia của nhiều lãnh đạo thế giới tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres bày tỏ lo ngại về tình hình leo thang và số lượng thương vong dân sự ngày càng tăng theo thông tin từ un news trong một bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 23 tháng 9, bà Bahia Hairidi, đại diện Lebanon và đồng thời là đại biểu quốc hội, đã chỉ trích hành động không kích của Israel, cho rằng chúng không chỉ gây ra thương vong mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và an ninh xã hội của Lebanon. Nhiều tòa nhà dân cư đã bị tấn công, nhiều vùng đất nông nghiệp bị tàn phá và hàng loạt quốc gia đã yêu cầu công dân rời khỏi Lebanon. Bà Hayri nhấn mạnh, chính phủ Lebanon đang khẩn trương tìm kiếm giải pháp cho những hành động gây hấn mà Lebanon đang phải đối mặt trên nhiều lĩnh vực, bao gồm ngoại giao, nhân đạo, y tế và an ninh. Bà cũng kêu gọi sự cần thiết phải đối thoại nhằm tìm kiếm hòa bình và an ninh quốc tế trong bối cảnh tình hình đang diễn ra rất nhạy cảm nhiều quốc gia ở Trung Đông cũng đã nhanh chóng bày tỏ quan ngại về cuộc không kích của Israel, yêu cầu cả hai bên kiểm chế. Saudi Arabia khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền của Lebanon, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt xung đột. Qatar cho rằng tình hình leo thang chủ yếu do thiếu các biện pháp gian đe đối với Israel. Ai cập và Jordan cũng thể hiện sự đoàn kết với Lebanon và kêu gọi hành động quốc tế. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc cho biết. Pháp đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình này, đồng thời kêu gọi các bên giảm căng thẳng và ngừng các cuộc không kích nhằm bảo vệ dân thường. Ông nhấn mạnh rằng Pháp sẽ huy động tất cả nguồn lực để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Joseph Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, mô tả các cuộc không kích của Israel là cực kỳ nguy hiểm và đáng lo ngại, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn tình hình leo thang tại mỹ tổng thống mỹ joe biden thông báo rằng chính quyền của ông đang duy trì liên lạc liên tục với các quan chức lebanon và israel về diễn biến xung đột một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao mỹ cho biết washington không tin rằng leo thang sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho những thách thức đang gia tăng mỹ đã đề xuất một số ý tưởng cụ thể nhằm hạ nhiệt tình hình tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin chi tiết Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định sẽ không để tình hình leo thang hơn nữa và sẵn sàng bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Thiếu tướng Patrick Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã nhanh chóng triển khai một số lượng quân và khí tài đến Trung Đông để ứng phó với tình hình hiện tại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!